Chi xin chào tất cả các bạn. Rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh của Trần Mỹ Chi Vlog, một cái kênh chuyên về cây thanh trà ngọt của Bình Minh Vĩnh Long nha các bạn. Trước hết thì Chi xin chúc cho cả nhà chúng ta có một ngày làm việc thật là tràn đầy năng lượng ha. Hôm nay Chi xin chia sẻ với các bạn cái mô hình trồng cây thanh trà trong sân vườn. Nếu các bạn có một cái sân vườn của nhà mình hoặc là một cái biệt thự đó thì trồng những cái cây thanh trà ngọt nó rất là đẹp và nó cũng rất là thích hợp nha các bạn. Khi mà nó có được một cây thanh trà ngọt trong sân của mình, nó có một nét đặc trưng, một nét đẹp rất là nhìn rất là dễ thương nha các bạn. Hôm nay thì Chi xin chia sẻ với các bạn những cái một cái sân vườn đã trồng một hàng cây thanh trà. Cái này là những cái thanh trà chỉ mới bắt đầu trồng khoảng một năm nay thôi, trồng trong cái mùa dịch này nha các bạn. Đây là cái biệt thự nhỏ cũng vừa, có cái sân cũng khá là rộng. Thì trước đó thì người chủ của cái sân này người ta cũng đã trồng nhiều cái loại cây, cũng thiết kế rất là đẹp. Thì sau này thì đã trồng lên những cái cây thanh trà ngọt, nó đang phát triển nha các bạn. Bây giờ Chi xin chia sẻ với các bạn cái mô hình này nha. Đây là một vài hình ảnh của cái mùa thanh trà chính của quê hương Bình Minh Vĩnh Long nha các bạn. Khi các bạn đi về ngang quốc lộ 1, cái đoạn từ Bình Minh, bên nay cầu Cần Thơ là Bình Minh nha các bạn. Thì những cái sạp, những cái quầy người ta treo đầy những cái trái thanh trà, hai bên đường quốc lộ người ta bán như vậy nè các bạn. Rất là đặc biệt luôn. Chỉ có Bình Minh mới có những cái hình ảnh như vậy nha các bạn. Ở trong những cái sạp này thì người ta bán có thanh trà chua, có thanh trà ngọt. Rất là nói về thanh trà ngọt thì nó rất là nhiều loại, thì chúng ta khó lòng mà phân biệt được thanh trà nha các bạn. Ví dụ với những cái trái thanh trà chua thì khi mà nó chín thật là mùi thì nó cũng có cái vị cũng ngọt, cho nên nhiều khi người bán người ta nói đó là thanh trà ngọt nha các bạn. Và đây là những hình ảnh của cái cây thanh trà đã cho trái, đang trong mùa cho trái chín nè các bạn. Những trái chín nhìn ở trên cái tàn lá xanh nhìn rất là đẹp. Những cây thanh trà này thì cái tuổi nó khoảng chừng 4-5 năm đó các bạn, 7 năm trở lại thôi. Tại vì cái cây thanh trà ngọt của Nam Cập thì cái nhà vườn Nam Cập này mới bắt đầu trồng và nghiên cứu cách đây khoảng chừng 5-7 năm thôi nha các bạn. Thì bây giờ khi sau một thời gian làm thì nhà nước đã công nhận được cái giống cây thanh trà ngọt này là thanh trà ngọt Nam Cập, đã phổ biến rộng rãi trên thị trường toàn quốc rồi đó nha các bạn. Đây là một cái thân khoảng chừng 5 năm tuổi nè các bạn. Đặc biệt cái cây thanh trà ngọt này nó càng trồng được nhiều năm thì nó cho trái sản lượng càng cao ha các bạn ha, chứ nó không có bị lão, nó cho trái hoài nha. Và đây là những cái mô hình của cái vườn, cái sân biệt thự trồng cây thanh trà ngọt này các bạn. Để trồng được một cây thanh trà ngọt thì các bạn cứ đắp cái mô nó lên cao khoảng chừng 3 tấc tới 4 tấc ha. Thì cái bề rộng cái mô đường kính thì nếu các bạn làm được một thước thì tốt. Còn nếu không thì các bạn cũng làm cái đường kính nó khoảng 8 tấc, 7-8 tấc. Đắp cao lên khoảng chừng 3 tấc, 4 tấc thì các bạn đặt cái cây thanh trà ngọt các bạn trồng xuống ha.
thì xung quanh cây thanh trà ngọt nếu mà không có bóng mát thì chúng ta có thể che bằng cái lưới lan hoặc là những cái tàu lá dừa hoặc là những núp dưới những cái cây để có thể che mát cho nó. Ví dụ như trong cái sân vườn này nè các bạn, thì trước đó thì cái người chủ trồng một cái hàng dừa, sau này người chủ trồng thêm một hình như là 4-5 cây thanh trà ngọt xen ở dưới gốc dừa. Thì những cái cây thanh trà ngọt này nó phát triển rất là tốt nè, các bạn thấy không, cái mô đất nó cao vậy đó ha. Thì cái người chủ vườn, chủ nhà người ta đặt cái hệ thống tưới tự động. Khi mà chúng ta bật cái van lên đó, thì nước nó sẽ tưới. Thì sáng người chủ sẽ tưới một lần và chiều tưới một lần. Thì nó nằm ở trong cái bóng mát của những tàu lá dừa che nó phía trên ha, các bạn thấy không? Nó mặc dù nó mới trồng được có khoảng chừng chưa được một năm thôi, khoảng 10 tháng từ trong mùa dịch nè các bạn. Thì bây giờ cái thanh trà nó đã cao tầm khoảng một thước và nó cho những cái lá non, nó phát triển rất là tốt nha các bạn. Khi mà chúng ta trồng xuống thì nhớ các bạn lấy cái cây cầm cột cái gốc nó lại, cho cái gốc nó đừng có gió, nó đừng có thổi làm cái gốc nó động á các bạn, thì cái rễ nó sẽ rất là nhanh bắt với cái đất mới. Thì với cây thanh trà ngọt này thì nó không có cán đất nha các bạn. Miễn sao mà chúng ta không có trồng ở trong cái vùng đất nước ẩm thấp ha, thì nó phát triển rất là được. Không cần phải cho phân bón gì nhiều cả, chỉ đất tốt, có bóng mát và tưới nước đầy đủ thì cây thanh trà nó phát triển rất là ok rồi đó các bạn. Thì với những cái sân vườn như vậy thì chúng ta đặt cái hệ thống nước tưới tự động thì rất là tiện lợi trong cái việc tưới nước đó nha các bạn. Đó các bạn thấy không, một cây thanh trà nhìn nó phát triển rất là tốt luôn. Và đây là những cái cây thanh trà mà mới vừa cho trái được rồi nha các bạn. Khi mà chúng ta hái hết trái trên cây xuống rồi á, thì khoảng một tháng sau á, thì những cây thanh trà này nó sẽ cho ra những đợt lá non rất là xanh, xum xuê cây ha các bạn. Nhìn cái cây rất là sung. Thì những cái cây như vậy á, thì hứa hẹn năm tới nó sẽ cho những cái mùa trái rất là bội thu đúng không các bạn. Những cây thanh trà này á, thì nó có tuổi khoảng 7 năm tuổi, 5 năm, 7 năm. Những cái đợt lá non nó ra rất là tốt mà các bạn. Và đây là những cái bầu lớn. Cái bầu này người ta đã mua những cái bầu cây thanh trà nhỏ về, người ta sẽ dăm vô những cái bầu lớn lên để chuẩn bị trồng trong cái sân biệt thự nha các bạn. Tại vì nhà cất chưa xong cho nên người ta vô những cái bầu này để người ta trồng thôi, chứ không có bán những cái bầu lớn này nha các bạn. Thì thôi bây giờ video nó đã dài, xin tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau, chia sẻ với các bạn nhiều hơn về cái cây thanh trà ngọt của Bình Minh.